This is Shanghai. This is Major, the stage where legends rise and champions fall. We love Counter-Strike and we believe in teams. But this time, it's not just the players who have a shot at greatness. Join Skin Club Pick'em. Pick the winners and win the best skins. Every prediction is a chance to be a part of something greater. You're not just watching, you're in the game. Be a part of history. Drive, love, and live the game. Và đừng quên nhấn vào link phía dưới phần mô tả hoặc nhập code BOW để nhận ngay 7% bonus deposit anh em nhé. Amori Bundle, hộp mới à? Hay da, cute thế nhờ. Thôi, làm tí hàng này đi. Được cái chứ, test hộp mới xem nào. Baby Karat 51 đô. Hay da, trông có vẻ ngon á. Gao mới làm chuyện này. Small Nam. Ui dồi ôi, mới qua cái màu hồng luôn. Ui ngon. 7 đô, tuyệt vời. Dòng đầu tiên nó lãi rồi, thấy ngon rồi đấy. Sự kiện ngon, sự kiện ngon. Bú thôi. Farm farm á, Small Nam. Nào, ra phát uy tín luôn. Mẹ xanh lè luôn mà. Rồi, lỗ luôn. Trời ơi, khó chịu thế nha. Exclusive. Way. Ui trời ơi. Má nó nhả đúng phát đầu. Lấy lại hai phát sau. Đâu. Đẳng cấp nào. Má exclusive nó vừa đi qua luôn. Thôi hôm khác luôn đi. Missing Link 1.5. 5 hòm. Hòm này cũng jam luôn. Hot house. Hot word. Dù 7,5 đô. Làm cái 40 đô. Quá đã. Missing Link má. Nghe tên Missing thấy sợ thế nhỉ. Ừ, 2 tím. Bao nhiêu đây? Ây da. Má lời 0,09 đô. Đây. Phát đầu là lời. Phát sau là lỗ chắc luôn. Nè, kiểu gì cũng xanh lè nè. Lắc đấy à, lắc chưa kìa. Ây da, một tím. Ôi trời ơi. Nói có sai đâu, thấy chưa. Phát đầu lời tí thôi. 0,09. Phát sao lỗi một khúc. Tuyệt vời chứ. Rồi, hiểu luôn. Rồi 3.7. Quá đã. Phát cuối luôn. Chia tay họ Missing Link luôn. Nghe tên Missing thôi rồi đấy, không uy tín này. Đấy. Rồi. Bye bye Missing Link. Như là graphic 4 đô. Skin gì đây? Ây da, có cả flip luôn. MIK M4 Golden Coin. Chuyển giọng á. Làm tí ốp thì sao? Má trông nó cứ lắc nha. Rồi, phát đầu lỗ luôn. 8 đồ đây. Graphic ơi. Ây da, má ra kiểu này chết rồi. Ra kiểu này không ổn rồi. Má hay là tí battle nha. Tí battle hàng này coi bộ được nha. Graphic. Nào. Ây da. Má ba phát lỗ hết 3. Phát cuối đi. Hòm nào cũng 20 hòm đi. Không ra gì luôn. Thế thôi, té. Tới hòm 5 đô. Đây, Krakow Monster. Đấy, ập Krakow. Rồi Shadow Dagger. Rồi Beaders Monster. Ây da. Má bao nhiêu phần trăm vậy? 0.01. Tỷ lệ cũng hóc búa đây. Không đùa đâu. CZ 21 đô. Má giữ chưa. Sợ ta chết. Được cái chứ. Krakow Monster. Má tưởng CZ rẻ chứ. Má giờ đắt thôi.
Glock. Rồi luôn, trả lại luôn. Sự kiện ngon, Krakow Monster. Rồi. Rồi quá ngon luôn. Lỗ tiếp. Dòng cuối, đi bắt tồ. Nào ra cái gì nó bùng nổ tí được không? Quay. À, không có gì bùng nổ luôn. Thế thì upgrade đi. Lấy là hết. Lấy lại hết 7 trang. Rồi. 181 đô làm tí 2x. Lụm cái tâm. Yeah. Quyết đoán lên chứ. Rồi, thấy chưa? Mạnh mẽ lên, quyết đoán lên là bu. Trời ơi. Đây đây đây, khó quá thì cứ on in 2x. Bắt đầu. Yes sir. Ê, như mới thấy cái phòng nào ấy nhỉ? Ở đây luôn, ai vậy? Chơi luôn. Mát, mình tự tạo nào mình không biết luôn mà. Tuyệt vời ấy chứ. Mát trong toàn vậy ta. Ý, 1 đô, bú rồi. Ý, 3 đô, bú tiếp. Mát này bú hơn. Rồi đi gồ cút luôn. 5 đô. Cúi 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 cúi. Úi dồi. USB chịu luôn. Má vô này chi không biết. Tốt nốt đi. Má mở hộp đen đen phải chơi crazy mod chứ ta. Thôi kệ. Chơi đi. Ây da. Ây da. Má ra mắt 10 cơ. Úi dồi ôi. Mình ra toàn 2 đô thôi. Má lại thục. Lại thục 8 đô. Chịu luôn Hinata Hyuga. 5 đô. Nào hôm cuối. Ây da. AK 39 đô. Má chơi Clue Seal. Ở đâu chơi Crazy Mode là bú rồi. Thấy chưa. Má cút kinh nghiệm, cút kinh nghiệm. Đây. Yes sir. Bright Water. Chết mẹ rồi. No bro, no bro. Ôi trời ơi. Mất luôn. Còn 4 lớp. Chúng ta phải làm gì đó chứ. Kiếm hòm tầm 175. Mà không có à. Sẽ kiếm tầm 200 đi. Mà không có luôn. Thế làm hòm glow đi. 170. Hai hòm. Nhanh con lẹ. Găng gì đây, găng gì đây? Găng gì đây? Amphibious, sờ cái gì? Sờ nào Leopard, được chưa? Tuyệt vời, thôi 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 thôi, nghỉ thôi. Đấy, lên bảng vàng ngay. Sủi thôi. Pick'em is a classic Counter-Strike major feature. Skin Club Pick'em operates just like the classic Pick'em. To start, predict which team will win by placing their logo at the score of 3-0 or 0-3. Additionally, choose 7 other teams that you believe will advance to the next stage of the Shanghai Major. You earn 2 points with each correct prediction. After each stage of the tournament, challengers, legends, and champions, you'll receive a certain number of points for correct guesses. These points will allow you to participate in the skins, pick 'em draw, and earn prizes. You will also get an achievement in a form of a medal that can only be obtained during this event. Giveaways silver, gold, diamond, and platinum. Earn 10 points to participate in silver tier. Earn 22 points to participate in gold tier. Earn 32 points to participate in diamond tier. Earn max amount of points to participate in platinum tier to win Dragon Lore. You can also deposit $50 or more to get a free case and a medal to your Skin Club profile. Và đừng quên nhấn vào link phía dưới phần mô tả hoặc nhập code BOW để nhận ngay 7% bonus deposit anh em nhé.